Để trả lời cho anh Hoàng Nguyễn ở Mường Lát Sơn La, cũng là để gửi tới công cơ tài trong video ngày hôm nay, đó là video về hướng dẫn cách sử dụng xe ben, một số những cái thao tác sử dụng cơ bản về xe ben, cách nâng hạ ben. Và còn cài cầu khóa visa thì em sẽ xin để lại trong video sau về chiếc Cửu Long 8 tấn cầu dầu, hoặc là trên chiếc Hổ Vồ siêu chắc 845 cầu dầu ấy nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cầu lát trước, bởi vì xe này thì gặp khá là nhiều ở trên thị trường. Em sẽ lên cái video về chiếc cầu lát này đã. Còn về chiếc cầu dầu thì mai em sẽ lên lại chiếc cầu dầu sau. Đấy, ở đây là trước mắt công tài, đó là chiếc Cửu Long 7 tấn cầu dầu, Cửu Long 7 tấn cầu lát giá 619 triệu. Em đang bán ở nhà máy TMT Cửu Long. Bác tài nào cần mua xe có thể liên hệ em. Đấy, trước này cấu hình cơ bản của nó là sử dụng vải lốp là 900-20 nhá, 900-20. Ốc tắc kê có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ốc tắc kê. Cầu phía trước là loại cầu là cầu 5 tấn, nhíp lá phía trước là có 9 lá nhíp dày, ở đây đó là dày 9mm, à dày 13mm, dày 13mm nhá. Máy được trang bị là máy 140 mã lực, vòng tua 2.800 phút của Yuchai. Hộp số thì là thuộc loại hộp số 2 tầng, có tầng rùa và tầng thỏ. Cầu sau thì vẫn là sử dụng lại lốp là 900-20. Thùng em này là thùng dài 3m76, tổng thành thùng là 5,3. Đây, cầu sau là cầu 10 tấn này, cầu 10 tấn nhíp cũng dài 13mm, tổng số lượng là 20 lá nhíp. 20 lá nhíp nhá. Đấy, và tất cả các chi tiết đều được mã sẽ hết một lốp sơn in điện rồi. Đấy là sơ qua về cấu hình cơ bản của xe, còn bây giờ em sẽ vào trong xe cho quý tài xem nhá. Xe này thì nội thất cũng gọi là khá là trau chuốt, không kém gì Thaco đâu. Nó chỉ bị mỗi cái một điều, đó là xe không có điều hòa bằng Thaco thôi. Đấy, còn lại thì có thể nói là sánh ngang hoặc là hơn hẳn Thaco nhá. Một cái tượng đài mà ông cực tài hay đem ra để sánh với dòng Cửu Long. Đây thì bây giờ em sẽ lên luôn. Đầu tiên là quốc tài phải bật khóa điện đấy nhá. Đấy, bật khóa điện. Đây là em chưa bật mát này. Các tài lưu ý là trước khi sử dụng xe ấy là phải bật mát nhá. Bật mát này. Và bật mát thì ở đâu? Thì xe của Long sẽ ở bên phụ nhá. Đây, bên phụ này. Đây, các tài vặn như này là thành bật mát này. Đấy. Ở đây là chúng ta sẽ có cái núm on off này. Đây on off vặn. Đây là tắt này, đây là bật này. Đấy, nó sẽ ở phía bên phụ này. Nó phải bật mát trước khi là vào xe nhá. Đấy, và quý ông ta sẽ cầm khóa đây, cầm khóa đây vặn theo chiều sang bên trái. À được, chiều trái không được thì vặn bên phải. Đấy, nó sẽ như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đổ máy xe. Đổ máy xe thôi. Đấy, quý ông ta thấy có điện chưa? Và trước khi nổ máy xe thì con quý ông ta là có thể để này. Và mùa đông thì chúng ta nên để một chút cho nó sấy nóng gọi là dầu nhá. Dầu trước khi phun vào bùng đốt. Còn mùa hè này, em đang quay ở đây là mùa hè, thì chúng ta có thể nổ máy luôn. Đây, chúng ta sẽ có, đầu tiên là có 3 nấc nhá. Khóa này, cắm vào này, 1, 2, 3 này. Đấy, thế là chúng ta đây rồi. Xe này có xăng kính điện rất tiện lợi luôn này. Đấy. Trước khi di chuyển hay là lên ben, chúng ta cần phải để ý cái này. Khí là phải đầy ở trên hai bầu nhá. Ở đây là mới được một bầu thôi. Đấy, nó lên mức 8 này. Còn bầu 2 chưa được này. Đấy, chúng ta phải bơm thêm nhá. Phần 1 là nó được một nửa thì phần 2 bắt đầu bơm. Đấy, các quý khách là có thể lựa chọn là ga, đạp vào chân ga. Đây, đây chỉ là chân ga, chúng ta đạp mạnh hơn. Nhớ là đạp côn của quý tài nhá. Nhớ là đạp côn. Phần 2 là đã đủ đấy. Nếu mà nó đỏ như thế này này thì tức là vẫn chưa được nhá. Con tài là cần phải cho nó đỏ hẳn luôn. Đấy.
chúng ta phải lên đến mức 8 này. Mức 8 này là mức an toàn nhất để vận hành xe nhá. Ở đây thì em chỉ hướng dẫn là mức cơ bản thôi, em chỉ để mức trắng này gọi là tạm dùng thôi, tạm dùng. Đấy, khi mà di chuyển xe thì chúng ta bây giờ có thể di chuyển được rồi. Còn em sẽ giới thiệu luôn là cái thao tác gọi là lên men. Lên men trước tiên là chúng ta cần phải đạp côn này. Đạp côn nhá. Đạp côn ấn vào đây, biểu tượng đây, biểu tượng ở trên cái bảng điều khiển trung tâm. Đây chính là biểu tượng nhá, ở trên chiếc hộp vô cũng thế. Đây các bác tài là thấy cái núm không? Các tài phải kéo cái núm này, đây này. Đây cái núm con quay này, con quay này kéo về này. Đấy, ấn xuống. Đấy nó sẽ kêu chứng tỏ là chúng ta đã cài cầu rồi. Thì bây giờ công cái tài là xe nhả dần ra nhá, nhả dần ra. Đấy, nhả dần chân ra. Kết hợp kèm với là ga vào là được. Em sẽ quay phía sau luôn. Được, em bắt đầu nhả ga này. Đấy, là chưa được. Qua vào, là sẽ chưa được. Quá tài là phải kéo cái này nhá. Đây là cây cần nâng hạ bên. Ta kể kéo. Kéo về phía trước này. Kéo lên này. Kéo lên đây nhá. Đấy, kéo lên. Đấy. Bây giờ nó sẽ là gọi là lên đen. Có tài nếu mà muốn lên nhanh hơn có thể đạp ga vào nhá. Lấy xe lên đấy. Đấy, lên kìa cái. Đấy, và nếu mà muốn dừng tại chỗ ấy, dừng tại chỗ thì chúng ta chỉ cần kéo về nhá. Kéo về mức trung tâm là được. Đây này, khi mà em đang lên như này, chúng ta sẽ kéo về giữa đấy là nó sẽ dừng. Xe sẽ không lên ben nữa. Và muốn lên tiếp thì chúng ta lại về kéo về trước thôi. Còn muốn hạ xuống thì chúng ta kéo về sau, kéo lên này, hạ về sau. Đấy, thế là được. Đấy là tổng quan về các bước lên ben. Thì bây giờ em sẽ làm lại từ đầu nhá, làm lại từ đầu. Bây giờ xe đang nâng ben này, đang nâng ben thì em sẽ hạ xuống nhá. Hạ xuống thì chúng ta không cần phải cài ben, không cần phải cài ben, không cần phải đạp côn. Đấy. Đây chúng ta là tắt ben đi này, ấn một phát là được. Hạ côn này. Và hạ xuống thôi. Cái kéo này hạ xuống là thùng sẽ hạ ra sau. Và sẽ tự hạ. Đấy. Sẽ tự hạ nhỉ. Đấy. Thì bây giờ em sẽ làm lại từ đầu nhá. Các bước lên ben của chiếc ben Cửu Long nhá. Ben Cửu Long 7 tấn cầu lát. Và hầu hết là chiếc cầu lát ở trên Cửu Long nhá. Chúng ta sẽ đạp côn. Đạp côn. Xong rồi ấn vào cái phần cái ben. Đạp côn này. Cái ben này. Đây có cái núm này. Các bác tài là phải cái núm đi nhá. Biểu tượng đây là cái ben. Còn đây là cái núm. Chúng ta phải kéo quay quay này về phía âm này. Đây về phía mình. Về phía mình. Ấn xuống. Đấy, xe kêu như này chứng tỏ đã cài ben rồi. Bước thứ ba đó là nếu mà muốn hạ thì sẽ kéo về sau. Còn muốn nâng ben lên thì sẽ kéo cái này lên. Đấy. Cái nâng cần nâng nhá, đây là cần phanh tay. Cần phanh tay. Đây là cần nâng hạ ben này, kéo lên này. Đây kéo lên trước này, giữ nhá. Các tài giữ nhá. Tiếp theo là hạ côn. Nhả côn ra ga vào. Đấy là ben sẽ lên đấy. Đây chưa? Đấy, chiếc xe lên rồi nhá. Và nếu mà đang lên như này chúng ta muốn dừng thì là các chúng ta sẽ kéo này, kéo về trước, giữa là sẽ dừng. Là sẽ dừng. Còn nếu mà ví dụ bây giờ là muốn lên tiếp thì chúng ta lại kéo lên này. Lên tiếp đấy, đây là được. Đấy, xe lên hết cỗ đấy, hết cỗ rồi. Hết cỗ rồi thì làm sao ạ? Muốn hạ thì làm sao ạ? Chúng ta là kéo về đấy, kéo về phía này, nó sẽ hạ. Thế thôi, đơn giản là các thao tác lên ben, lên xuống ben nó chỉ là có thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là tắt cái núm đi, tắt cái núm cài ben. Đấy, nhả côn ra, lên hết.